Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với ngôn ngữ Kotlin. Mình tên là Trí Công Bình. Ở bài trước là chúng ta đã load xong ha, là các bạn hai cái recycler view rồi, đúng không? Một cái để chúng ta các bạn để chúng ta chứa những gì, chứa những mảnh cắt của tấm hình của chúng ta, và một cái các bạn chứa những tấm hình mà chúng ta ẩn đi và chúng ta ghép lại để cho nó thành hình một cái hình hoàn chỉnh, đúng không? Vậy ở bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là khi chúng ta list vào giữ thằng này khoảng chừng là 2-3 giây gì đó, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra một cái pseudo cho phép chúng ta thả vào đây ha. Thì ở đối với ngôn ngữ Java các bạn, hồi đó nha, mình sẽ nói về ngôn ngữ Java. Hồi đó đó, ví dụ như bây giờ á, làm sao mình biết, ví dụ như mình kéo cái phần cái miệng cái thè lưỡi đi, đúng không? Mình kéo vào vị trí này thì làm sao mình biết được là mình kéo đúng vị trí này để các bạn để mình áp vào, đúng không? Làm sao mình biết kéo đúng vị trí này để mình áp vào? Thì hồi đó đó là mình sẽ có một cái gọi là khi mình ép vào đây ha, thì trong cái list động vật này mình sẽ luôn một cái gọi là position, có nghĩa là cái vị trí các bạn. Giả dụ như nó tạo ra hình con chó một này, ví dụ như nó diệt cái mảng đầu tiên con chó một này, sẽ có vị trí của nó là mình lưu lại là 0, 1, 2, 3, 4, đúng không? Sau đó chị các bạn, sau đó mình đẩy nó vào trong vậy, đẩy nó vào trong image view, nghĩa là cái image view của mình á, mình sẽ set cái tag bằng các bạn sẽ bằng cái list động vật, nghĩa là sẽ bằng động vật của mình ha, chấm position, cái lấy vị trí nó ra đó. Ví dụ như ở đây đi, cái lỗ tai này mình sẽ lưu vị trí nó là 0, cái hình này mình lưu vị trí là 1, đó này lưu vị trí là 2, thì tương tự như vậy, tương ứng với lỗ tai này là 0, 1, 2, 3, 4. Thì khi mình nhấn giữ này, mình kéo đúng thì các bạn thấy là mình so sánh là nếu như 0 có bằng 0 hay không. Ví dụ mình lấy vị trí này so sánh là vị trí này, nếu như hai này là bằng 0 thì nó sẽ các bạn, nó là trùng nhau, đúng không? Là đúng. Thì lúc này mình sẽ gì, mình sẽ thay vì này là ẩn đi thì mới cho cái hình nó hiện ra đó, được chưa? Thay vì màu trắng thì sẽ cho nó hình lỗ tai hiện ra như các bạn thấy trong cái phần demo á, được chưa? Thì thông qua vị trí, nhưng may thay thằng Kotlin cho phép chúng ta so sánh luôn cả hai cái đối tượng. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì khi các bạn lưu là các bạn đã lưu thành một list động vật và lưu thành bạn lưu thành đối tượng, đúng không? Vì các bạn có đối tượng rồi, các bạn thấy là gì? Chúng ta so sánh hai đối tượng với nhau. Ví dụ như mình đây là một đối tượng, đúng không? Đây là một đối tượng bao gồm hình ẩn và hình hiện. Hiện này cũng vậy, thằng này mình cũng là với bạn, mình load lên cũng là một đối tượng là bao gồm hình ẩn và hình hiện. Đây bởi các bạn thấy là chung đối tượng mà, đúng không? Các bạn thấy là adapter hình ẩn và hình hiện mình xài chung với bạn, mình xài chung adapter, mình xài chung một cái list, đúng không? Các bạn thấy là trong cái list này có gì các bạn? Có hình ẩn và hình hiện. Vậy một đối tượng là bao gồm gì? Bao gồm cả hình ẩn và hình hiện. Thì mình sẽ so sánh ha, so sánh với cả một đối tượng là ok, được chưa? Thì mình sẽ đỡ hơn cái việc mà mình sẽ tạo ra thêm một cái là biến position ha, để lưu. Ví dụ ở đây nè, mình sẽ đây cái động vật của mình sẽ có một biến nữa gọi là biến position ha, là vị trí á, được chưa? Sau đó là ở đây nè, mình sẽ gọi động vật chấm set vị trí bằng đó, bằng cái gì các bạn? Bằng cái count này, được chưa? À, xong rồi sau đó đó các bạn, khi mà load ở trong cái adapter á, đây, sau đó trong adapter này à, khi mà mình như các bạn, khi mà mình get vào trong image view á, mà thay vì mình vừa set image, đúng không, thì lúc này là mình truyền thẳng vào trong đây là không, mình không truyền một cái hình các bạn, mà mình truyền thẳng viên là một cái đối tượng động vật của mình ha. Sau đó là mình gọi item view tìm tới này, sau đó mình set tag cho nó là nguyên đối tượng động vật. Thì lúc này á, khi mình kéo những này kéo thả vô, mình sẽ căn cứ vào vị trí đó, mình so sánh xem là mình kéo thả có đúng vị trí hay không ha, để biết là người dùng có kéo thả được hay không. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng Kotlin để chúng ta làm cái việc đó ha. Vậy bây giờ theo các bạn là thằng nào lắng nghe sự kiện kéo và thằng nào lắng nghe sự kiện thả các bạn? À, có phải là thằng bên trái đúng không? Lắng nghe sự kiện gì? À, kéo đúng không? Còn bên phải lắng nghe sự kiện thả. Vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký sự kiện kéo cho thằng này ha, bạn này lắng nghe sự kiện thả như thế nào. Rồi, các bạn quay trở lại adapter gameplay puzzle. Đây bạn thấy là gì đây? Có phải là gameplay puzzle khi nào chúng ta đăng ký cho sự kiện kéo các bạn? Khi nào? À, khi cái hình chúng ta là hình hiện, đúng không? Bởi vì chúng ta xài là adapter, đúng không? Khi nào nó là hình hiện á, thì chúng ta sẽ vậy, chúng ta đăng ký sự kiện kéo cho gì? Kéo cho màn này, đúng không? Rồi, nhưng bây giờ các bạn nhìn xem, khi chúng ta là hình hiện, thì sao các bạn? Cái thằng by data này chúng ta có biết không? Các bạn by data chúng ta có biết không? Không có biết, đúng không các bạn? Thằng by data này chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta chỉ nhận vào cái hình à, chứ chúng ta không biết khi nào nó là sự kiện kéo, khi nào nó là sự kiện thả cả, đúng không các bạn? À, bởi vì sao? Chúng ta phải căn cứ bằng y ẩn này, có nghĩa là dựa vào y ẩn này mình sẽ phân biệt đây là hình ẩn hay là hình hiện. Nếu như là hình ẩn thì mình sẽ đăng ký gì các bạn? À, đăng ký sự kiện list cho thằng image view này là wrap, đúng không? Là wrap á, nghĩa là sự kiện thả đó. À, còn này mình sẽ đăng ký sự kiện đó là sự kiện kéo. Rồi, nhưng bây giờ khổ nổi là cái thằng binding này mình chỉ nhận vào vậy. À, mình chỉ nhận vào một cái hình à, đúng không các bạn? Mình chỉ nhận một cái hình thôi. Rồi, ok. Vậy ở đây chúng ta sẽ nhận thêm một tham số nữa là y ẩn. Để chi vậy? Tại sao lại nhận ý ẩn vào?
Hả bạn, tại sao mình lại nhận ý ẩn vào? Đúng rồi, tại vì mình nhận ý ẩn vào để mình biết được xem là thằng này đang là kéo hay là lắng nghe sự kiện với bạn, sự kiện kéo là sự kiện thả, đúng không? Vậy đây mình sẽ nhận thêm một tham số nữa ha, ý ẩn kiểu boolean. Được chưa? Ý ẩn kiểu boolean. Rồi, ở đây mình sẽ truyền vô ý ẩn. Rồi, mình sẽ đăng ký sự kiện list cho thằng item view này. Chấm img play bắt giờ. Img game play bắt giờ, đúng không? Vậy chấm gì đây? Sự kiện kéo đúng không? Vậy mình sẽ kiểm tra cái đó nếu nếu như là thằng ý ẩn của mình nó là true, đúng không bạn? Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa đây là hình ẩn. Hình ẩn thì sẽ lắng nghe gì? Lắng nghe sự kiện thả, đúng không? Rồi. Ngược lại, chúng ta sẽ lắng nghe sự kiện kéo. Thằng kéo và thằng thả gì đó. Có nghĩa là khi các bạn kéo, các bạn thả vô thì các bạn sẽ gì các bạn? Các bạn sẽ lấy được thằng này, lấy được cái list động vật con này, các bạn so sánh với động vật con này. Đó, vậy đó. Rồi. Vậy mình sẽ làm cái thằng sự kiện kéo trước ha. Được chưa? Play buzzer.set on list listener. On long list nha các bạn lưu nha. Cái sự kiện wrap and drop á, nó chỉ hoạt động với là thằng on long list thôi. Cho nên sẽ là on long list listener. Rồi. Mình xuống dòng như vậy đây cho dễ nhìn ha, cho nó tường minh. Rồi, chu. Được chưa? Các bạn return ra chu ha, bởi vì nó luôn luôn return chu ha các bạn. Đây như vậy là cho các bạn dễ hiểu nè. Được chưa? Nhưng mà do gì? Do chúng ta inline code cho nên các bạn return ra đây luôn. Hoặc là các bạn không có cần ha, hình như là on long list không có cần, các bạn chỉ cần gõ code vào thôi. Bây giờ nè, long list đúng không? Vậy trước tiên chúng ta cần phải tạo ra một cái gì đây? Một cái list data. List data. List data 2.list kế thừa về list data ha. Xin lỗi các bạn. Không cần đâu, các bạn khai báo một miếng von ha, list data. List data bằng, bởi vì đây là chúng ta có Kotlin ha, bằng new nó ra, new list data. Được chưa? Các bạn new cái list data. Thì cái list data này nó sẽ nhận vào đây, tham số nó nhận vào. Đây mở lại. Đây, các bạn thấy nè. Trời, nó nhanh quá nhỉ. Bằng list data để cho các bạn thấy tham số nhận vào mới được. Rồi, các bạn thấy là tham số nó nhận vào các bạn. Mô tả thời gian item đúng không? Label. Thời gian cái gì đó đúng không? Hoặc là nó nhận vào cái list data gì đó. Rồi. Thì ở đây các bạn thấy nó nhận vào nhiều tham số đúng không? Thì các bạn new cho mình một cái là new lan test ha. Đây, lan test đây. Plan test đúng không? Đây thằng này. Rồi các bạn cho hai này là rộng hết cho mình đi. Cho nó rộng hết. Rồi. Được chưa? Cho nó là rộng, nó nói là expected boolean. Rồi, thì do sự kiện on long list là nó trả ra kiểu boolean các bạn ha, là true for đó. Thì ở đây mình return ra true luôn ha. Rồi, sau đó mình sẽ tạo ra một cái shadow. Shadow bằng shadow cái gì nhỉ? Mình quên rồi nhỉ. Shadow đúng rồi, wrap shadow builder. Nó sẽ bằng cái này. Rồi. Thì wrap shadow builder nó sẽ nhận vào cái view. Thì cái view của mình chính là cái view gì các bạn? Cái view lắng nghe sự kiện long list này chính là cái view game bây giờ chúng ta truyền vô cái view đó vô. Được chưa? Vậy các bạn thấy là các bạn có một list data, rồi có một cái shadow. Shadow là cái hình mờ các bạn. Thì sau khi các bạn tạo xong hàng này thì các bạn sẽ gọi star wrap drop các bạn, view chấm star wrap drop là v chấm star, đây star wrap. Thì star wrap này nó sẽ nhận vào là đầu tiên là cái thằng các bạn thấy nè, list data đúng không, truyền list data vô đúng không bạn? Rồi shadow đúng không, các bạn truyền shadow vô, list data phải shadow, được chưa? Rồi cuối cùng là các bạn cho thằng này là null. Rồi cái kiểu này á, cái kiểu in á, các bạn cho là null luôn, hoặc là các bạn cho nó bằng không cũng được. Thì đây các bạn có thể là view chính là cái view của chúng ta đi, về rồi ở đây sẽ là bằng không cái biến cờ bằng không á, có nghĩa là lúc này là chúng ta wrap cái thằng nào đúng không bạn, view chúng ta đi các bạn, bắt đầu được wrap đúng không, thì wrap là wrap đối tượng view chúng ta, thì nó phát sinh ra cái một cái bóng giống y chang là cái đường tượng view chúng ta.
Thì các bạn thấy là phương thức này bị gỡ bỏ đúng không? Hiện tại nó có một cái thế bằng cái gọi là star grab and drop các bạn. À, đây nè. Được chưa? À, nó cũng y chang luôn. Cái thằng star grab and drop này chẳng qua nó cũng y chang này luôn, không khác gì hết. Các bạn copy bỏ vô. À, chẳng qua là các bạn lúc này các bạn add một cái, các bạn add cho mình là sorrow with gì các bạn, if else để chi nó bắt như giống như là cái thằng này á, nó hiện tại nó đang chạy trên phiên bản là Android, Android N á. À, thì các bạn này là chạy phiên bản ở dưới đúng không, các phiên bản Android ở dưới, còn này là chạy cho phiên bản Android là từ phiên bản Android N trở lên ha. À, rồi mình các bạn sao lại rồi các bạn chạy lên để các bạn xem chúng ta có nghĩa là chúng ta có tạo được sự kiện là wrap chưa ha, cho cái thằng là image view bên trái hay chưa. Rồi các bạn chạy lên ha, chờ một chút. Rồi chạy vô. Chạy vô. Đúng không? Mình nhấn giữ khoảng chừng mấy giây. Đây. Các bạn thấy là các bạn mình đã tạo được một cái gì? Một cái shadow cho các bạn, cho cái sự kiện wrap rồi. Nhất thử này xem. Đây. Được chưa các bạn? Ha, vậy mình đã lắng nghe sự kiện wrap được cho bên kia cho. Đây, rồi nhất giữ này con này có wrap được không? Không wrap được đúng không? Đây, nhấn giữ khoảng chừng 2 giây là không wrap được, nhưng hôm nay chúng ta nhấn 2 giây wrap được. Đúng không bạn? Ha, thì cái này có nghĩa là gì đây? Đầu tiên chúng ta tạo ra một cái clip data có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các bạn nhấn vào này á, các bạn grab á, thì nó sẽ sinh động tác ha. Bởi vì cái này nó bắt buộc các bạn, thì mình tạo ra cái động tác là rỗng để khi các bạn grab nó không có ra cái động tác. Được chưa? Rồi, thứ hai shadow là cái gì? Shadow cái là khi các bạn nhấn giữ á, các bạn thấy cái hình con chó mà nó copy đây không? Đúng không bạn? Có nghĩa là nó tạo ra cái bóng ha, thì nó gọi là shadow. Vậy khi các bạn gọi star grab á, ha, à, đây star grab nè, thì nó kiện bạn đầu tiên nó nói là tạo tiền vào cái gì, đoạn test tạo cho gì, tạo cho cái view của chúng ta đúng không, rồi cái bóng tạo cho view chúng ta, rồi cái bóng này sẽ được tạo bởi cái view nào là truyền vào cái view đó vô, thì lúc này các bạn sẽ được cái bóng y chang như vậy, y chang như cái view đó, được chưa nào. Rồi vậy các bạn đã nghe sự kiện grab chưa? Được rồi đúng không. Vậy lúc này nếu như ngược lại thì chúng ta sẽ lắng nghe sự kiện gì, sự kiện drop chân này đúng không bạn, sẽ lắng nghe sự kiện drop đây, lắng nghe sự kiện drop đây, tức là sự kiện thả đúng không? Và chúng ta sẽ gọi là item view chấm image game puzzle chấm như bạn chấm sự kiện thả đúng không, là set wrap and drop phải không các bạn. Đây các bạn sẽ set wrap listener, à các bạn viết trong dòng luôn đi, xài lambda code nó ngon hơn. À đây mình viết cho một dòng luôn rồi được chưa bạn. À mình để như vậy, code như vậy nó sẽ dễ nhìn hơn ha. Rồi những viên này các bạn return ra chu ha, nó sẽ có return true for nó, các bạn return ra chu. Rồi thì bạn thấy nè, khi các bạn lưu ý nha, mình đăng ký sự kiện wrap khi cho thằng ẩn này, vậy nghĩa là khi mình nhấn này, mình ở đây mình wrap xuống thì nó sẽ kích hoạt những cái liên quan tới event này. À ví dụ như các bạn cầm như vậy, các bạn rơi nó là đang wrap đúng không, các bạn buông ra là sự kiện drop đúng không, các bạn vừa nhất như vậy là star wrap. Thì các bạn thấy là chúng ta như vậy, chúng ta chỉ lắng nghe sự kiện duy nhất thôi là gì, các bạn buông ra đúng không, là sự kiện drop. Vậy đây mình sẽ làm một cái when kiểm tra, à kiểm tra xem cái thằng event của mình chấm get action, à event chấm get action có các bạn có bằng sự kiện drop hay không, có nghĩa là bằng action drop các bạn. Rồi mình sẽ gọi wrap event chấm đây sự kiện drop đây action drop. À được chưa. Rồi mình sẽ xuất cái lock ra thử ha, nếu như mình drop vào thì mình cái lock này nó sẽ chạy d lock chấm d đúng không, mình sẽ chạy cái hàm kiểm tra được chưa. Rồi ví dụ như đây sẽ là abc gì đó ha, để mình kiểm tra sự kiện drop xem. Rồi mình chạy lên nha, chạy lên. Thì lúc này các bạn xem mình drop, khi mà mình drop xuống á thì nó có chạy các sự kiện nó có click, nó cái là nó có xuất ra cái sự kiện drop này chúng ta hay không ha. À, rồi chạy vô đúng không. Rồi mở lockcat lên, chạy lên. Rồi mình thử nhấn giữ nha, đúng không, buông ra chạy các bạn. Đây kiểm tra abc, nhấn giữ buông ra chạy không, abc đúng không bạn. Rồi các bạn thấy là khi chúng ta wrap và chúng ta buông ra như vậy thì nó đã chạy sự kiện lock này rồi. Nhưng bây giờ làm sao chúng ta biết được thằng này là thằng nào, và chúng ta với đó biết như là làm sao chúng ta so sánh được là thằng này với cái thằng mà cái với cái vị trí mà chúng ta đang wrap là có giống nhau hay không. Nếu giống nhau sao vậy, chúng ta sẽ cho thằng này hiện lên đúng không. Vậy chúng bạn theo các bạn biết làm sao chúng ta biết được là giống nhau hay không giống nhau. Rồi mình sẽ nói các bạn ha. Trước tiên khi mà các bạn gọi V, cái thằng V này nó sẽ đại diện cho cái view đang lắng nghe sự kiện drop. Có nghĩa là như vậy, khi mình nhấc này và mình drop vào vị trí này
Thì lúc này cái V này nó sẽ đại diện cho cái vị trí mình đang drop, chính là cái gì các bạn? Chính là cái image view nằm ở vị trí này đây. À được chưa? Chính là cái image view nằm ở vị trí này. Rồi. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao mình lấy được cái image view mà chúng ta đang thực hiện thao tác drop này? Ví dụ như mình vừa drop thì làm sao mình lấy được cái image view mà mình kéo tới mình drop ở đây á, chứ không phải là image view đang lắng nghe ở đây. À thì cái thằng event này nó sẽ cho phép các bạn lấy được cái thằng image view mà các bạn đang wrap ha, bằng cách các bạn gọi như sau: von image wrap, đây là biến mình đặt ha, bằng event chấm get local data. À cái là bằng event chấm local data, xin lỗi các bạn, local tag ha, nhầm. Thì cái thằng local tag này nó chính là các bạn, nó chính là trạng thái của cái view mà đang được wrap vô. À đây các bạn thấy là nó trả ra cái view nha, đây local tag. À, nó trả ra any, chính là trả ra một cái view đó các bạn. Được chưa? Như vậy thông qua này các bạn lấy được cái view đó, đúng không? Nhưng bây giờ làm sao chúng ta so sánh các bạn? À chúng ta cần phải lấy ra đối tượng để chúng ta so sánh, đúng không? Vậy khi các bạn drop vô thì các bạn cần phải so sánh đối tượng. À vậy mình sẽ thực hiện nhiều code ở đây, cho nên mình sẽ đóng vào ngoặc nằm ở đây. À vậy trước tiên khi mà mình holder của mình bin dữ liệu vô thì mình cần đẩy một đối tượng vô, chứ mình không còn đẩy thằng này nữa. À không còn đẩy hình ẩn nữa. Vậy mình sẽ đẩy thẳng một đối tượng vô. À, được chưa? Mình sẽ đẩy thẳng đối tượng vô luôn. Rồi thì tương tự như vậy, ở cái khúc cái thằng mà function on by data chúng ta đó, chúng ta không nhận vào một cái kiểu in nữa mà chúng ta sẽ nhận thẳng vào một đối tượng động vật. À, đổi lại nhận vào một đối tượng động vật. Vậy lúc này sẽ là động vật chấm cảm như bạn chấm ghét hình ẩn hình hiện. Rồi, muốn biết hình ẩn hình hiện chúng ta phải sao? Thông qua điều kiện if này. Đúng không bạn? Thông qua điều kiện if. Vậy lúc này các bạn thấy là khúc trên chúng ta khai báo là dư thừa, đúng không bạn? Khúc này chúng ta khai báo là dư thừa, vậy chúng ta sẽ bỏ này đi. À chúng ta chỉ cần giữ lại một cái thôi, được chưa? Rồi thì lúc này ở dưới đây chúng ta đem này nè một phát để vào đây, đúng không? Vậy nếu như là y ẩn là ok, vậy động vật chúng ta sẽ lấy cái hình ẩn, đúng không các bạn? À động vật chúng ta sẽ lấy hình ẩn. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một mẹo y trong view chấm image game bất giờ chấm set tag. À lưu lại cái động vật, à lưu lại nguyên cái đối tượng động vật của chúng ta. Rồi tương tự như vậy cho cái thằng hiện, đây là thằng hiện, đúng không? Thằng hiện thì lắng nghe sự kiện các bạn, à sự kiện wrap, đúng không nào? Rồi đây chúng ta sẽ là hình hiện, đúng không? Set tag là một đối tượng động vật. Rồi vậy ở đây mình sẽ thử nha, mình sẽ thử gọi v, mình sẽ xuất một cái lock đi ha, lock chấm d là kiểm tra, được chưa? Rồi ở đây của mình sẽ là v chấm get start, đúng không bạn? À, v.getStart rồi cộng cho giữ bạn, mình nói chuỗi ha. Rồi thôi nói chuỗi đi, ở đây mình nói chuỗi, mình không xài kia đâu, mình sẽ xài cái nói chuỗi, cứ là mình không xài chin template á. Rồi nó không có hiểu chin template đúng không? Ok vậy các bạn, xin lỗi các bạn, nó không hiểu nói chuỗi thì chúng ta phải xài chin template ha. Vậy đây chúng là đô la, rồi các giữ bạn v.getStart đúng không? Rồi đây cắt ra cái gì nữa các bạn, dấu gạch ha. Rồi đây sẽ là đô la sẽ bằng gì, image wrap chấm gì, chấm get start. Đây image wrap chấm get start, các bạn thấy chúng ta get start được không bạn? Chúng ta không get start được đúng không, bởi vì chúng ta chưa chỉ định thằng này cụ thể là thằng nào. À cho nên các bạn nên ép kiểu nó thành một cái gì đó. Vậy mình sẽ ép kiểu về thành nó là một cái image view ha, hoặc là các bạn ép kiểu nó về một view. Rồi lúc này này thằng này nè nó bắt các bạn ép kiểu về, được chưa? Thì các bạn lúc này các bạn get start thì được, được chưa bạn? À rồi mình sẽ kiểm tra như vậy, mình chạy lên xem để mình xem nó ra có ra hai cái task hay không ha. Rồi chạy lên nào, vô được chưa? Rồi mở logcat lên, nhấn giữ vô, buông ra. Rồi cái log chúng ta đâu, kiểm tra log kiểm tra đâu, không có luôn. À, không thấy à, cái log kiểm tra chúng ta đây, các bạn thấy là chúng ta được, các bạn động vật đúng không, giống nhau nè các bạn thấy không? Khi này là khi mình, nếu mình rê đúng là thằng này giống nhau đúng không? Vậy mình rê sai xem, rê sai vị trí đây, các bạn thấy đi các bạn, cái này là động vật a cộng là 5c gì đó đúng không? Còn trong đó là cái động vật mà chúng ta gì, chúng ta đang wrap nè, thằng image chúng ta đang wrap chấm get start là các bạn, là động vật là gì, 2fdfc 393 gì đó đúng không? Nếu như mình gấp đúng vị trí nè
đây mình đây mình ôm đúng vị trí nha, đây các bạn đúng vị trí không, đúng đúng không, mình buông ra thì bạn thấy các bạn thấy là hai đối tượng động vật này sao giống nhau, đây động vật một động vật hai đúng không các bạn, à được chưa, vậy các bạn thấy là thông qua cái test các bạn so sánh được không, được đúng không, nhưng để so sánh được hai đối tượng thì các bạn lưu ý, các bạn chúng ta lưu ý gì, đúng rồi, trong cái lát động vật chúng ta phải thêm gì các bạn, thêm data lát, đây là data, à các bạn phải để là data lát thì lúc này chúng ta mới so sánh được gì các bạn, à so sánh được hai cái lát với nhau, được chưa, bởi vì sao các bạn, bởi vì chúng ta sẽ tận dụng thằng nào, đúng rồi các bạn thấy nè, mình tận dụng hai cái lát của mình đấy các bạn, đây nếu như rơi đúng đúng không là hai cái lát mình rõ ràng là giống nhau đúng không, thì mình sẽ so sánh hai cái lát là trực tiếp luôn, được chưa, à rồi mình sẽ tiến hành kiểm tra, nếu như các bạn, à nếu như cái thằng v chấm get start của mình mà như các bạn equal đúng không các bạn, equal gì đây, à equal thằng image graph chấm get start đúng không, nếu như hai này mà bằng nhau thì mình mới xuất cái lock, à mình mới xuất cái lock, được chưa, còn không bằng nhau thì mình không xuất lock, rồi mình chạy lên đúng không các bạn, các bạn nhớ là gì, để xài được equal là so sánh là hai đối tượng thì sao các bạn, đúng rồi chúng ta phải gì, chúng ta phải thêm một cái gì các bạn, data lát lên đầu đúng không, à lên đầu cái đối tượng mà chúng ta muốn so sánh, rồi chạy vô thử nha, chạy lock lên, rồi nhấn vào con chó rê sai vị trí, không hiển thị lock đúng không, nhấn vào con chó rê thử đúng vị trí xem, ướm thử, à đây buông ra, ok vậy là sao bạn, vậy là chúng ta đã so sánh được hai thằng hai đối tượng chưa, đây chúng ta đã so sánh được hai đối tượng rồi, và khi so sánh được hai đối tượng các bạn thấy nè, hình nền nè, mã hình nè y chang nhau đúng không, vậy khi nó là ok thì sao các bạn, thì cái hình được ráp của chúng ta, à chính là cái hình vị trí ráp đây nè, nó sẽ các bạn, nó sẽ chuyển sang gì, nó sẽ chuyển sang cái hình hiện đúng không, vậy đây chúng ta cần đơn giản các bạn gọi v, các bạn thấy nè, cái v này, cái view này, cái chữ v chúng ta nè là đang đại diện các bạn, à là đang đại diện cho cái hình ẩn này đi đúng không, vậy chúng ta chỉ cần đổi hình lại cho nó thôi, chấm image chấm img, à game puzzle chấm set image result đúng không, sẽ bằng động vật đổi lại là hình hiện, được chưa, rồi mình chạy lại, à mình chạy lại cho bạn xem, nếu như là đúng thì nó sẽ chuyển là hình hiện, rồi chạy lên, được chưa, click vô, rồi thử ha, nhấn giữ rê vào đây buông ra, ok các bạn đúng không, nhấn giữ, à lúc này này nó có rồi, vậy chúng ta thì các bạn khi chúng ta ráp thành công thì các bạn nên xóa vị trí này đi, thì chút nữa mình sẽ dẫn các bạn ha, bây giờ thử nhấn giữ ráp sai vị trí xem, buông ra đỡ các bạn không được đúng không, nhấn giữ kiếm vị trí nào nó đúng xem, ở đây đúng không, ở đây đúng nè, buông ra hiện hình đúng các bạn, vậy là chúng ta đã xong cái việc mà chúng ta ráp đúng thì nó như các bạn nó chuyển qua hình hiện rồi đúng không, nhưng bây giờ là nếu như đúng chuyển qua hình hiện thì sao các bạn, thì thằng này chúng ta phải remove bird list đi đúng các bạn, thằng này chúng ta phải remove bird list đi, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sao đây, làm sao chúng ta remove được bird list đi nhỉ, cho đối với cho cái hình hiện bên đây, rồi thì để remove được á thì các bạn lưu ý gì đây, bởi vì tính chất chúng ta đang xài chung một cái list, nếu như mà chúng ta các bạn chúng ta remove của cái list này thì sao các bạn, thì chắc chắn gì, chắc chắn nó remove cái list khác phải không, à thực ra chúng ta sẽ lợi dụng thằng adapter thử xem, à các bạn thử lợi dụng adapter, các bạn thấy nè, khi chúng ta wrap thành công đúng không các bạn, là hình chúng ta là hình ẩn đúng không, là hình ẩn đúng không các bạn, ha hình chúng ta là hình ẩn, vậy nếu như là hình ẩn thì mình có thể remove được cái gì các bạn, remove được này hay không, vậy chúng ta sẽ thử nha, mình sẽ gọi là list động vật của mình, list động vật, rồi nó không có cho đúng không các bạn, à nó không cho rồi list động vật nằm ở đây chết rồi, không cho gọi list động vật ở đây thì làm sao chúng ta remove, à đúng không các bạn, không cho gọi làm sao chúng ta remove đây, vậy bạn thấy là gì, bắt buộc chúng ta truyền list vào không, vậy mình thử truyền list vào ha, vậy mình sẽ tiếp tục nhận thêm một cái list nữa đúng không, đây sẽ nhận vào cái list động vật, rồi được chưa, rồi ở đây cái hàm function bin data của mình sẽ nhận lại các bạn, nhận lại cái list động vật đúng không, à nhận vào list động vật, rồi mình thử remove nha, list động vật chấm remove, được chưa, remove, các bạn thấy là chúng ta remove đối tượng đúng không các bạn, vậy chúng ta là v chấm get start đúng không, get start chúng ta trả đây các bạn, chúng ta trả được đối tượng động vật cơ mà, à rồi sau đó mình sẽ gọi adapter chúng mình chấm notify dataset chain được không, notify dataset chain được các bạn, không có được, vậy cách này không được đúng không, rồi fail, à bởi vì chúng ta không gọi dataset chain được nên fail, rồi xong, bây giờ làm sao đây, à bây giờ các bạn chúng ta làm sao để mà chúng ta có thể là remove được đây, rồi các bạn suy nghĩ đi, cứ nghĩ là khi mà các bạn
grab and drop thành công. Đây là các bạn kiểm tra đúng trong thứ tự rồi, các bạn đã gán được cái tấm hình ok này rồi. Thì bây giờ làm sao các bạn remove đúng cái đối tượng nằm ở đây? À, làm sao các bạn remove được và sau đó các bạn cập nhật lại adapter bên đây à, để cho nó effect lại cái tấm hình của chúng ta. À, để cho nó mất cái hình mà các bạn đã remove đi. Rồi theo các bạn làm như thế nào? Rồi các bạn suy nghĩ xong chưa? Nếu như các bạn suy nghĩ xong rồi, bạn nào nhanh trí thì chúng ta sẽ tạo ra cái bình ạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái interface. Đúng không bạn? Chúng ta sẽ tạo ra cái interface. Để làm chi vậy? Cái interface đó sẽ do thằng gì? Do thằng này kế thừa. Đúng không? Và sau đó các bạn chúng ta sẽ truyền thẳng vào adapter. Các bạn hiểu không? Cứ là thằng interface đó do thằng này kế thừa và truyền thẳng vào trong adapter. Được chưa? Nếu như chúng ta grab ok thì chúng ta sẽ kích cái interface đó để cho các bạn để cho nó chạy ra adapter bên đây. À, và sau đó chúng ta remove cái list tương ứng. Vậy bạn nào đã suy nghĩ tới lúc đó là bạn đó quá là cực kỳ hay ha. À, chúng ta sẽ tạo ra cái interface. Đúng không? Mình sẽ tạo đây là với các bạn, interface mình đặt tên là wrap correct đi ha. Wrap correct. Được chưa? Rồi, mình sẽ tạo ra interface wrap. Đây, wrap correct. Rồi, mình sẽ chứa các hàm function là các bạn là correct đúng không? Là wrap thành công ha, chính xác. Nghĩa là người dùng mà có nghĩa là em bé nào đó rắp đúng đúng không? À, chính xác thì trả ra các bạn, trả ra một cái list động vật. Sẽ là trả gì? Xin lỗi các bạn, trả ra một cái động vật, à đối tượng động vật. Được chưa? Rồi. Bây giờ thằng này sẽ kế thừa về cái thằng wrap correct đó. À, kế thừa về nó. Implement wrap correct. Được chưa? Rồi, implement phương thức của nó. Wrap correct đây. Được chưa? Mình để dưới cú cho bạn dễ nhìn ha. Rồi, để đây cho bạn dễ nhìn. Được chưa? Rồi, wrap correct. Vậy, khi các bạn thành công thì bây giờ các bạn thấy là các bạn chúng ta cần gọi list động vật chúng ta remove đúng không? List động vật chấm remove. Đây, à, remove thằng đối tượng gì? Đối tượng động vật của chúng ta. Đúng chưa? Vậy các bạn thấy là trong phương thức khởi tạo adapter chúng ta nhận vào đây. À, ngoài việc chúng ta nhận vào là có ẩn hay không ẩn, chúng ta sẽ nhận gì? Nhận thêm một cái các bạn. À, wrap and this đúng không? Mình sẽ để đây là this ha. Rồi, để đây là this. Đúng không? Vậy bên adapter, à, các bạn quay trở lại adapter gameplay puzzle. Rồi, phương thức khởi tạo của nó, ngoài việc nhận thêm một cái là có ẩn hay không ẩn thì chúng ta sẽ nhận thêm gì? Wrap and wrap correct đúng không? Vậy sẽ là wrap correct. Wrap correct. Đúng không? Sẽ là các bạn là wrap correct. Được chưa? Nhận vào này. À, được các bạn. Và sau đó các bạn, chúng ta sẽ chuyển nó vào đâu? Vào trong onBinding data đúng không? Vậy đây sẽ là this. Đúng không? Rồi, ở đây sẽ là các bạn chúng ta sửa lại một tí, ở đây sẽ là gì? À, wrap correct. Đúng không các bạn? Rồi, lúc còn ở đây chúng ta sẽ là gì đây? Nếu như là đúng thì chúng ta sẽ kích hoạt cái hàm wrap correct đó. Wrap correct chấm correct, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ gọi về chấm get start. Được chưa? Rồi. Được các bạn. Rồi, được rồi đó các bạn, chúng ta ép kiểu về động vật thôi. À, ép kiểu về là ok rồi. Rồi, xong rồi đó. Rồi, chúng ta chạy thử ha. À, sau khi chúng ta xóa xong thì chúng ta cần phải gọi notify dataset chain đúng không? À xin lỗi bạn, hôm nay chúng ta không gọi list ha. Không gọi list mà chúng ta sẽ gọi là wrap correct. Đây nè, gọi này nè. Rồi, thêm một cái chữ T nữa đi. À, von ha các bạn ha, đặt cái nó thành một cái biến. Xin lỗi các bạn. Rồi, quên, mình hiểu cái đó hoài. Được chưa? Rồi, à, vậy là khi notify thành công là ra đây. Đúng không các bạn? Chúng ta remove thì chúng ta sẽ gọi adapter notify dataset chain. Vậy adapter nào notify dataset chain các bạn? Thằng hiện đúng không? Đây adapter hiện chấm notify dataset chain. À, vậy lúc này là thằng này vậy? Chúng ta cần gọi xuyên hàm, đúng không? Các bạn thấy là đây chúng ta gọi không được nha. Vậy chúng ta phải đem ra biến gì? Biến toàn cục. Đúng không? Đem này ra biến toàn cục và thằng này vì biến toàn cục thì sao các bạn? Không được, chúng ta phải cho phép nó bằng null. Đúng không? Cho phép nó bằng null. À, vậy kiểu dữ liệu cụ thể. À, làm sao biết kiểu dữ liệu cụ thể của nó là gì mà chúng ta cho nó bằng null các bạn nhỉ? Thế các bạn làm sao chúng ta biết dữ liệu cụ thể mà chúng ta bằng null? Vậy mình để không được không ta? Để không gì được không? Nó không có chịu, đúng không? Nó phải bắt chúng ta là phải biết thằng này là dữ liệu cụ thể nó là cái gì đó thì nó mới cho phép chúng ta là bằng null. Đúng không? Đúng không bạn? Rồi, thì bạn biết gì bạn? Chúng ta đang là adapter đúng không? Thì chúng ta sẽ là adapter. Adapter gameplay puzzle. Đúng không? Chấm hỏi bằng null. Đúng không bạn? Bởi vì đây là gì? Đây là adapter gameplay puzzle mà. Bởi vì các bạn nhiều lúc các bạn lưỡng lự đây, không biết thằng này là nên cho làm gì. À đó, lúc này chúng ta bỏ này đi.
đúng không bạn? À rồi, đây sẽ là vừa xin lỗi bạn, đây sẽ là va, von là không cho gán, va thì mới cho gán. Được chưa? Rồi, lúc này chúng ta để là kiểu shape con thì đây sẽ là chấm hỏi. Rồi lúc này chúng ta sẽ gọi là adapter hình hiện chấm notify data set change. Đúng không? Chấm notify data set change rồi chấm hỏi. Rồi, chạy lại ha, thử xem khi ráp thành công thì nó có notify data set change chúng ta hay không. Rồi, lít vô. Lít vô. Được chưa? Rồi, ráp. Buông ra. Được chưa bạn? Ráp cái đuôi hụt. Không những bạn không notify data set change đúng không? Ráp đúng cái đuôi xem. Ở đây, buông ra. Được không? Rồi, mình ráp. Rồi, lúc này các bạn thấy là chúng ta tự tin mà chúng ta ráp. Được chưa bạn? Vậy các bạn đã hoàn thành xong vậy chức năng chưa? Xong rồi. Đưa bạn chúng ta đã xong chức năng rồi. Đây không, mình gấp 7 là không được, đúng không? Gấp ngay đây. Ok. Rồi. Ráp ngay đây. Ok. Vậy khi nào chúng ta biết được là chúng ta đã hoàn thành các bạn? Khi nào chúng ta remove vậy? Khi nào cái list động vật này trở về các bạn? Trở về không? Đúng không? Khi nào này nó trở về không thì sao các bạn? Thì nó sẽ là hoàn thành game, đúng không? Đơn giản như vậy thôi. Đây các bạn xem nè, mình lock nè, có nghĩa là khi mình ráp hết đúng không? Mình sẽ lock D, lock ra cho bạn xem. Lock chấm D. Kiểm tra được chưa? Rồi list động vật chấm size, chấm size rồi mình sẽ với bạn xài template đúng không? Rồi đây 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 được chưa? Rồi chúng ta chạy xem, chạy lên kiểm tra ha, để xem khi mà chúng ta ráp thành công hết thì cái list này nó trả ra kích thước là bao nhiêu. Chạy lên bắp vô đúng không? Mình sẽ ráp nhanh nha. Ráp hụt rồi, sai rồi đúng không các bạn? Sai rồi thì nó sẽ không ra đúng không? Rồi ráp lại, ok đúng không các bạn? Ráp nhanh rồi, ráp đi, ráp đi. Rồi chúng ta sẽ làm nhanh ha, để xem kích thước nó trả ra bao nhiêu. Quên quên để cái lóc lên thôi các bạn ha. Đây còn ba còn hai đúng không các bạn? Mình ráp đúng cái nữa xem, còn một đúng không? Vậy mình ráp cái nữa xem là còn không. Vậy các bạn thấy gì các bạn? Khi cái list này về không có nghĩa là gì? Là người dùng đã ráp thành công, cái là gì? Người dùng đã end game đúng không? Vậy chúng ta sẽ kiểm tra, nếu nếu như cái thằng list động vật của chúng ta chấm sai đúng không bạn? Mà gì? Mà bằng bằng không có nghĩa là gì? Là các bạn là người dùng chiến thắng đúng không? Win game. Được chưa? Là win game rồi, chỉ có như vậy thôi. Xong. Như vậy mình bài ngày hôm nay mình đã dẫn xong cho các bạn cách dễ bạn cách tạo ra sự kiện wrap và sự kiện drop đúng không? Cũng như là chúng ta sẽ so sánh khi các bạn so sánh hai đối tượng giữa đối tượng wrap và đối tượng được drop. Đúng không? Để chỉ các bạn chúng ta kiểm tra xem có nó có giống nhau hay không. Nếu giống nhau sao bạn? Chúng ta sẽ gì? Hiển thị hình lên. Vậy chúng ta làm một cách nào? Rồi. Thì các bạn thấy là chúng ta làm bằng cách chúng ta dựa vào adapter đúng không? Đây adapter đây, xin lỗi bạn đâu rồi, đây adapter game puzzle đúng không? Chúng ta dựa vào cái adapter thì trước tiên mình các bạn mình sẽ tạo ra một cái gì đây, một cái listener mình sửa lại đúng không? Mình thêm một cái nữa là listener, mình sẽ lắng nghe, cứ như là mình sẽ truyền thêm một cái nữa interface gọi là interface wrap correct đến các bạn, để mục đích là khi người dùng wrap đúng thì sẽ xuất ra bên kia đúng không? Là thứ nhất. Thứ hai là ở trong cái sự kiện by data của chúng ta, mình kiểm tra nếu như là các bạn, nếu như hình chúng ta là hình ẩn thì mình lock hình ẩn lại đúng không? Mình bỏ lại cái trước đúng không các bạn? Rồi thì các bạn thấy là hình ẩn thì chúng ta sẽ lắng nghe sự kiện gì? Sự kiện drop đúng không? Vậy lắng nghe sự kiện drop thì mình sẽ gọi các bạn, mình sẽ gọi lại cái hình chúng ta chấm set on drop listener. Thì trong on drop listener nó sẽ có một thằng event, thì event các action, cái event này nó sẽ tương ứng với là các sự kiện là action drop, action wrap, action tag wrap, action wrapping gì đó đối với bạn, nó sẽ bao gồm các sự kiện đó và cuối cùng sự kiện quan trọng nhất là sự kiện action drop. Vậy khi mà mình click vào đây, mình view, mình ghê đúng vào đây và mình buông ra, bạn nó sẽ gọi các bạn buông ra là view chúng ta rớt xuống đây đúng không các bạn? Là sự kiện gì? Là sự kiện drop đối với bạn. Vậy mình kiểm tra xem các action của mình có giống là có phải là sự kiện drop hay không. Nếu như là sự kiện drop thì mình làm cái gì đó đây. Vậy cái đấy là nếu như là sự kiện drop thì mình sẽ so sánh với bạn, sẽ so sánh hai cái view của mình, tức là cái view hiện tại đang ở đây, mình bắt lại đi đây, ví dụ như cái view hiện tại mình đang drop đúng không các bạn, ví dụ như là view đây là cái view đây đang drop và những bạn và cái view chúng ta gì đang được
cái view chúng ta được drop và cái view chúng ta vậy, và cái view chúng ta như các bạn đang drop, đúng không? Rồi thì chúng ta so sánh bằng cách gì các bạn? Chúng ta gọi view.getStart để có thể là view, cái view này là đại diện cho nào? Đại diện cho cái view các bạn, cái view ẩn chúng ta ha, đại diện cái view ẩn. Rồi còn cái image wrap này đại diện các bạn, đại diện cho cái view chúng ta đang wrap. Ví dụ như cái view cái đuôi này đang wrap thì nó sẽ là các bạn, nó sẽ là cái image wrap ha. Rồi khi chúng ta gáp vị trí tới cái đuôi này thì các bạn thấy là vị trí đuôi này sẽ là các bạn, sẽ là cái view chấm gì, view chấm get start lấy người cái view ẩn, đúng không? Vậy get start là các bạn nó chứa cái gì mà tại sao mình lại so sánh được, đúng không các bạn? Rồi các bạn quay lên trên cái get start này các bạn, chẳng qua thì các bạn mình set start cho nó là gì, một đối tượng động vật đến khi để mình lưu trữ lấy đối tượng động vật này để sao bạn, để mình so sánh giữa hai nó, đúng không? Mình gọi equal để mình so sánh. Vậy để so sánh được hai class với nhau thì trong class của mình thêm như bạn thêm data class, bởi vì trong data class thì sao bạn, nó sẽ có cái thằng equal, đúng không? Nó sẽ có equal này được chưa? Vậy chúng ta so sánh hai class với nhau. Vậy nếu như hai class này là sao bạn, là giống nhau thì sao, mình sẽ xuất hiện gì, mình sẽ gọi class correct giống như bạn chấm correct để cho kích hoạt gì, kích hoạt thằng correct, đúng không? Và trả ra như bạn trả ra về trong cái start như chúng ta trả ra thằng đối tượng động vật, được chưa? Và chúng ta xét cho bạn, xét hình chúng ta là gì bạn, hình là hình hiện, đúng không? Rồi còn ngược lại, nếu như hình chúng ta là hình hiện, tức là chúng ta đang gì, đang bên đây đang list vào bên đây vậy chúng ta list vào bên đây, chúng ta sẽ nghe cho bạn on long list, đúng không? Chúng ta tạo ra một cái shadow, chúng ta gì bạn cho nó phép nó wrap là xong tạo ra shadow đây, cho phép nó wrap là xong, được chưa? Vậy quan trọng là gì? Quan trọng là thằng set task này, đúng không bạn? Bởi vì set task chúng ta lưu trữ là đối tượng động vật cho view khi view nó được khởi tạo ra là thứ nhất, đúng không? Đúng không bạn? Bởi vì các bạn thấy là mỗi view khi được khởi tạo ra thì chắc chắn như bạn, thằng này nó đã có một cái tag động vật cho nó rồi, đúng không? Thằng này cũng vậy, cũng có một cái tag động vật cho nó rồi, đúng chưa? Thì khi bạn như bạn, chúng ta nhất như vậy, chúng ta ráp đúng vị trí thì sao bạn, chúng ta sẽ lấy hai cái tag động vật đó ra, chúng ta so sánh và nó sẽ kích cái hàm correct bên đây. Vậy khi kích hàm correct đúng thì sao bạn, chúng ta sẽ remove gì, remove cái vị trí của click động vật chúng ta đi, tương ứng với lại các bạn, tương ứng với lại đối tượng động vật. Sau đó chúng ta gọi notify dataset change để chứ bạn, để nó cập nhật lại thằng bên đây. Vậy khi cập nhật lại bên đây, khi nó cập nhật tới cuối cùng, đúng không bạn? Là như thằng này không còn gì nữa, cứ như là trả về bằng không, có nghĩa là chúng ta win game. Rồi thì như vậy bài sau chúng ta sẽ làm cái phần win game này và chúng ta sẽ lồng nhạc cho nó, lồng nhạc cho game của chúng ta, được chưa nào? Rồi thì như vậy bài hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây ha. Xin chào lại các bạn.